Hello mọi người, xin chào, được trở lại với kênh Xin Chào Houston. Thưa các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái video để mình unbox cái iPhone. Thì mình có trong tay hai cái iPhone khác nhau, một cái là iPhone 12 với lại một cái là iPhone Pro Max. Thì hôm nay mình sẽ khui cái hộp này và cho các bạn xem và so sánh giữa hai cái phone này. Ok. Ok các bạn, thì cái đây là cái iPhone 12. Nó khác với lại cái iPhone 12 Pro đó, cái camera. Thì lát nữa mình sẽ nói thêm. Mình đang quay cái video này vì dùng một cái iPhone 12 khác, ok. Thì mình để cái này qua một bên. Thưa bạn, thì đây là cái 12 Pro Max. Thì đây là một cái, thì mình phải order cái này trên mạng. Và đây là cũng là một cái khác nữa. Thì mình sẽ đưa cái này cho các bạn xem ha. Thì trong cái hộp này á, thì nó để là cái đồ này á, là cái đồ design ở bên California. Nhưng mà thưa các bạn, nó là nó example ở bên China. Ok, thì nó đóng gói rất là kỹ ha. Đóng gói rất là kỹ. Mình khui nó ra, cái này là cái màu gold ha. Alright. Thì mình có đây hai cái. Thì trước đây thì mình mua hai cái khác là màu trắng với màu xanh. Thì bây giờ cái màu xanh này là của cái Pro Max, với lại cái màu gold này của cái Pro Max. Ok. Thì cái này á, là cái dung lượng của nó là, thưa các bạn, nó là 128 gig. Ok, gigabyte 128. Cái này cũng như vậy, 128 gigabyte. Ok. Alright, thì mình sẽ bắt đầu khui nha. Thì trước đây giờ mình chưa bao giờ làm cái video nào để mà unbox cái gì hết. Alright, thì đây là cái một anh. Ok, đây là cái thứ hai. Alright, thì để mình khui từng cái ha. Khui cái này trước đi, tại thích cái màu này hơn nè. Với lại tại chưa thấy cái màu này nữa. À, ok. Tan. Các bạn nhìn ha. Thì khi mới khui ra là nó là như vậy. Cẩn thận chút xíu. Thì đây, một số tin tức trong đây. Và cái này là cái sợi dây charge của nó. Cái sợi dây này nó charge nó rất là nhanh, thưa các bạn. Alright. Và cái đây là cái đồ này, nó cover cái screen. Thì mình khui cái screen ra. Thì trước khi khui thì các bạn thấy đây là cái, nó chỉ các bạn là cái nút power ở đây, rồi những cái nút volume lên xuống với lại silence. Ok, thì ở đây ha, rất là mỏng, rất là đẹp. Cái này mình thử coi thử cái dấu tay nó có dấu tay không, nhưng mà các bạn thấy là nó không có ha, không có dấu tay. Rất là rất là thích cái này. Alright. Rồi cái màn hình ở đây, thưa các bạn, thì người ta nói là cái màn hình này á, người ta test rồi, cái màn hình này nó có cái độ mà chống bể đó. Thì thật sự ra các bạn không cần phải có cái screen protector đâu. Nhưng mà nếu như các bạn muốn mua cái screen protector thì ngoài Walmart nó cũng bán, mình cũng mua thêm một cái screen protector để mà chút gắn vào. Alright. Thì trong đây là nó có gì? Trong đây thì nó có cái đồ để mà mở cái sim. Ok, thì nó có thêm một cái logo nữa. Thì nếu các bạn muốn xài cái logo thì xài. Alright. Có một điều đó là, thưa các bạn, cái Apple lần này á, Apple không có bán, không có cho cái charger, chỉ cho cái dây thôi, nhưng mà không cho cái cục charger. Cái này là mình phải mua 20 mấy đồng, mình quên mất rồi, tính thuế luôn đó. Mình mua ở Target, chạy nhiều chỗ rồi nó không có cái cục này đây, thưa các bạn. Cái này là cái cục USB-C hoặc là kêu là USC, thì nó nhỏ như vậy. Nếu như các bạn có những cái charger của cái Apple khác á, của những cái Apple product trước đây á, thì có thể vẫn có thể xài, chỉ là cái này nó nhanh hơn thôi. Rồi mình cũng có mua thử một cái ở ngoài Walmart, nó chừng 18W á, thì nó cũng xài được, nó cũng rất là nhanh, thưa các bạn. Nhưng mà một thời gian sau cái cục á, nó nóng, rất là nóng, cho nên mình đã trả lại rồi, mình đi mua lại cái cục này ha. Ok, thì đây là một cái. Rồi các bạn thấy mình có trái táo ở đây, thắc mắc ha. Thì tại trên YouTube có nhiều cái video kêu là cái này có thể gột được trái táo đó, thì
thì lát nữa mình coi thử để xem thử cái nào có thể gọt được trái táo ha. Cái design này nó giống như cái iPhone 5S trước đây mình có một xài một thời gian, thì đây là cái hai cái điện thoại như các bạn thấy đây ha. Đó. Thì một cái là 6.7, một cái là 6.1 thì phải. Ok, đây hai thằng Apple product. Đó. Max 12. Thì cái điều khác nhau thưa các bạn thì là cái camera giữa cái iPhone 12 với lại cái iPhone Pro Max, thì Pro Max là top of the line rồi, nhưng mà cái mà Pro á, cái dòng mà giữa hai cái dòng này á, thưa các bạn, thì nó có thêm một cái camera nữa ở đây. Nhưng mà cái camera đó thật sự ra cái này á, coi như là 8 lạng thì cái kia là nửa cân thôi. Nó không có khác nhau là mấy, nhưng mà cái giá tiền nó cách nhau tới 200 mấy đô. Thì thật sự ra cái này nó tốt, cái giá tiền hợp lý. Và thưa các bạn, cái camera kia đó thì nó chỉ giúp các bạn cái việc giống như là các bạn zoom in and out vậy thôi. Chứ không phải là cái vấn đề gì hết. Rồi cái screen nữa, cái screen thì nó sáng hơn một chút xíu, người ta đo cái dung lượng của cái người ta đo cái độ sáng của cái này và cái 12 Pro á, thì người ta nói là cái Pro nó sáng hơn một chút xíu, nhưng mà thật sự ra again nó chỉ là 8 lạng nửa cân mà thôi. Nó khác nhau không bao nhiêu để mà phải trả thêm 200 mấy đô. Cho nên cái này mình nghĩ cái này là cái bán chạy nhất, tại nó hợp túi tiền rất là nhiều người. Còn tất nhiên là cái mini thì mình thấy nó không có không biết ai sẽ mua cái đó. Ok, thì mình thấy là cái này sẽ bán rất là nhiều. Ok, rồi đây là của anh, không biết tại sao bây giờ người ta gọi iPhone là anh với thằng với lại con không à. Đấy, cái iPhone này thưa các bạn thì đây rất là bự. Để mình khui luôn cái kia ha, để mình khui luôn cái màu xanh. Alright, bây giờ cái này là cái màu xanh nè. Màu xanh này đẹp hơn cái màu xanh của mình. Cái màu xanh này á, nó đẹp hơn cái màu xanh của cái 12 thưa các bạn. Nó lợi hơn một chút xíu, rất là đẹp. Đó. Thì cũng như tất cả những cái accessory thôi. Rất là buồn là khi mà Apple không có cho cái cục này. Apple nói là bảo vệ môi trường, nhưng mà thật sự ra những người mà chưa có iPhone bây giờ thì người ta đâu có cái cục charge này đâu, cũng phải đi mua thêm à. Alright, thì đây là cái so sánh cho các bạn thêm hai cái dòng của nó, hai cái màu khác nhau ha. Đó. Cái độ dày rất là mỏng ha, cái độ dày của nó này làm cho mình nhớ tới cái iPhone đầu tiên của mình, cái dòng mới đầu tiên của nó. Hơi dày lúc đó, nó bầu bầu. Cái này mấy cái góc này rất là đẹp. Ok, thì nó không có cái góc này nè, nó bầu chứ nó không có sharp, nó không có bén như mấy người ta nói đâu. Cho nên để coi thử, nếu mà lấy mà gọt táo thì làm sao mà gọt ta. Cái này gọt không được bạn ơi, cái này chắc cắn ăn thì được chứ gọt gì nè. Đấy. Cái này là chắc cắn ăn thôi. Cắn ăn thì được chứ gọt làm sao được. Rồi, nhưng mà cái này để coi thử cái này có thể gọt được không nha. Cái này thì ô cái này gọt được nè. Giỡn, lấy dao cắt á, chứ làm gì mà cái này làm gì mà gọt được trái táo trời, không có đâu. Alright, thì đây là những cái iPhone của Apple hiện tại. Thì bây giờ hiện tại người ta nói rằng có rất là nhiều cái issue, những cái problems mà của hai cái thằng này á, thì cái pin á, thì người ta nói là cái pin của mấy thằng iPhone này có nhiều cái problems, và cũng có nhiều người ở trên mạng người ta đã đổi, người ta có vấn đề và người ta đem ra Apple người ta đổi lại cái mới, thì Apple sẽ đổi cho các bạn. Thì người ta nói là cái pin nó không có charge, nó không có giữ được lâu. Thứ nhất, thứ hai á, là cái Pro Max này có rất là nhiều người có problem với lại cái screen, thì thỉnh thoảng cái screen này nó sẽ nó bị turn off hoặc là nó tự động nó tối đi, thì người ta tắt cái điện thoại, người ta mở lên lại thì lúc đó nó mới sáng lại. Thì đó là một cái problem mà người ta gặp phải khi mà xài cái này.
Còn mình thì bản thân mình hiện tại mình xài cái 12 này thôi các bạn, thì mình chưa gặp phải cái vấn đề gì cả về cái màn hình lẫn cái pin. Cái pin của mình thì mình xài rất là nhiều, mình xài mình nghe nhạc lúc đi làm rồi lúc đi về, và ban ngày thì mình cũng có coi YouTube thỉnh thoảng, và đặc biệt là mình lâu lâu mình có quay phim này kia. Nhưng mà mình có thể xài được cái cục pin cho cái 12 mình xài như vậy thì mình có thể xài được 1.5 ngày, không cần phải cắm pin, không cần phải charge, ok. Thì đó là cái hiện tại của mình. Còn hai cái này đây thì mình chưa biết, tại mới có thành ra mới khui, chưa biết xài nó sẽ bị như thế nào không. Hy vọng là nó sẽ không có vấn đề, ok. Và đặc biệt là thưa các bạn, hai mấy cái phone của Apple gần đây là nó có cái charger, cái wireless đó, cái MagSafe đó. Thì ở trong này nó có một cái vòng tròn ở đây thì các bạn có thể charge nó, ok, là wireless thì rất là tốt. Nhưng mà cái cục này thưa các bạn, mình mua cái cục này không là 20, 21, 22 đồng rồi, ok. Nhưng mà cái charge kia, cái charge mà tự động á, thì nó hình như là 50. Thì các bạn coi thử mình có cần phải xài cái đó hay không. Nhưng mà thưa các bạn, có một điều đó là nó wireless á, thì khi mà các bạn charge các bạn bỏ xuống á, thì nó tự động nó cái magnet á, 500 á, nó kéo cái phone vào chỗ để mà nó charge, ok. Nhưng mà khi mà các bạn lấy lên á, thì cái cục đó nó vẫn dính vào cái điện thoại và các bạn phải gỡ bằng tay ra. Thì đó là một cái điều nó không có, mình không có thích về cái vấn đề đó, cho nên không có mua. Còn các bạn, nếu mà các bạn muốn thì cứ vô tư mà thôi, ok. Thì đây là cái màu trắng, cái này là cái màu xanh, và cái này là cái màu gold, ok. Thì rất là sharp tất cả những cái điện thoại này, ok. Rồi, cái này cái camera, thì cái camera nếu mà xài bình thường á, thì thưa các bạn không cần phải mua cái Pro đâu, chỉ cần xài cái 12 là được rồi. Còn nếu như muốn thêm á, thì nếu muốn cái camera thì nên mua luôn cái Pro Max, chứ không cần phải mua cái Pro đâu. Tại nếu mà cách nhau chừng 200 mấy thì bỏ thêm một số tiền nữa để mua được luôn cái con này ha. Này là 128 28GB. Còn cái này của mình hiện tại mà đang xài là chỉ là 64GB thôi, thì không có cần phải xài nhiều, mình cũng chẳng làm cái gì nhiều, ok. Một trong những cái feature của cái này mình rất là thích thưa các bạn, đó là cái Face ID á. Thì đặc biệt cái này thưa các bạn là nó phù hợp cho, mình nghĩ là nó phù hợp rất là nhiều cho chị em phụ nữ, tại vì nó có thể cho các bạn được hai cái face recognition, là nó có thể thấy được hai khuôn mặt. Thì nếu như hai vợ chồng thì cũng có thể làm như vậy để người chồng có thể mở được cái phone của người vợ, hoặc là mình nghĩ nó design cho phụ nữ nhiều hơn. Tại vì thưa các bạn, nếu mà các bạn làm make up lên á, thì có nhiều lúc nó không có nhận dạng. Và đặc biệt thưa các bạn, khi mà mình ngủ thức dậy lúc mới sáng á, thì cái điện thoại này có một vấn đề là nó không có nhận dạng được mình vào buổi sáng, ok. Thì để coi thử, để mình vào cho các bạn xem một chút xíu trong cái điện thoại này, ok. Thì cái camera của nó, thưa các bạn, thì các bạn thấy camera rất là tốt thôi ha. Thì đó, chứ nó không có đó. Đây là cái camera của thằng 12, thì nó rất là tốt rồi, chỉ cần chụp camera thì không có cần phải mua tới cái thằng Pro đâu. Đó là cái ý kiến riêng của mình. Còn nếu những các bạn nào mà muốn mua cái Pro thì cứ tự nhiên ha. Mình nghĩ là khi một thời gian sau khi mà Apple nó ra cái nó ra cái thông số, thì mình nghĩ là cái 12 là cái bán chạy nhất của nó, ok. Alright mọi người, thì đây là chỉ là một chút xíu vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.